Này, có money không cho tao mượn? Anh lớn tướng thế này rồi mà vẫn phải vay em á? Mày sao nhở? Tao vay thì tao trả chứ tao có ăn quỵt của mày đâu mà mày sợ. Tao mới đặt cái này hai cực, tao đặt luôn cả phần của mày đấy. Cho tao vay đi. Anh cứ nói thế, tụi em chả thấy tiền đâu cả. Ui, tao năn nỉ mày đấy. Mày không thấy shipper người ta đứng đợi ở dưới kia nắng nồ thế à? Mày không thương tao cũng phải thương người ta chứ. Nốt lần rồi đấy nhá. Xin nhá. Ơ kìa. Xịn chưa. Quán này nhá, quảng cáo rầm rộ cực kỳ luôn. Dạo gần đây rất là nhiều người khen luôn. Mà ta thấy ấy, ông chủ quán cũng rất là tâm huyết. Chắc là ngon lắm đấy. Rồi rồi, em cứ tưởng cái gì. Suốt ngày bơ với bơ, anh bị nghiện à? Thế mà sao lại chia tay chị Tâm? Cứ yêu chị ấy, có phải ngày nào cũng được ăn bơ à? Này, bớt nhắc lại chuyện cũ đi nhá. Tao chỉ thích bơ thôi. Chứ bà Tâm đấy, sợ bà trời ơi. Thôi, ăn đi. Gì? Ngon mà. Alo, mình là quán kem bơ quên sầu đúng không ạ? Em muốn khiếu nại anh ạ. Kem ăn kem của anh xong ấy, em quên luôn chính cái bản thân mình chứ em không có thấy quên sầu gì hết luôn ấy. Ừ, em ơi, em nói như nào ấy, nhà anh bán bao nhiêu năm rồi chưa ăn mà chê cả. Nếu mà nhiều người ăn chê ấy, anh sẽ xem lại trẻ của anh. Nhưng mà đây đúng không em ăn? Em đi xem lại tính giác của em đi. Ủa anh? Anh nói chuyện ngang ngược ghê ấy. Kem đặt ship mất bao nhiêu lâu? Em phải đợi mất bao nhiêu thời gian? Em xem. Kem bơ thì ăn đúng tại quán nó ngon. Đặt tẩm cho nhà nó thôi, đi được xa lại có gì à? Thế nhá. Alo. Alo. Hay là tại thế thật nhỉ? Chắc là tại đặt ship nên ăn mới thấy không ngon ấy. Đâu phải, nếu mà vì thế thì ai dám đặt ship nữa. Với cả anh bảo là bên này sẽ truyền thông tốt lắm, với cả nhiều người ăn lắm. Ta cũng thấy thế, nhưng mà ta lại thấy anh ta nói cũng một phần có lý nha. Chắc là ta phải đến tận quán tan phục thù mới được. Anh đến thì kệ anh, nhưng mà tiền anh mượn của em anh vẫn phải trả chứ nhá. Thì định ngon thì tao trả. Ngon đâu, nó là nguyên cốc này, cái bụng. Này, đúng là cái ông anh này. Này, tao nghe nói đây là cơ sở thứ 20 rồi sao? Lần này đến đây ăn á, tao rất là hy vọng luôn. Anh càng hy vọng ấy, là càng thất vọng đấy. Mày ấy, lần nào cũng là có tổ thứng nhỉ? Em có giao nhầm đồ cho anh không đấy? Chứ anh thấy cái cốc kem bơ của anh ấy nó lạ lắm. Không anh, em giao đúng mà. Thế thì chắc kem bơ của bọn em ấy làm có vấn đề gì rồi. Chứ anh không có thấy thơm mà anh thấy mùi ủng ủng ấy. Hay là đổi cho bọn anh hai cốc khác được không? Không được đâu anh ạ, bên em phục vụ rồi là không được trả lại. Lạ nhỉ? Gọi quản lý ra đi gặp đấy. Có chuyện gì thế hả em? Anh ơi, cái anh này cứ làm loạn lên rồi đòi trả đồ anh ạ. Được rồi, em cứ đi vào trong đi, để anh giải quyết. Ông anh này muốn gì đây nhở? Định đến quán nhà tôi phá quán hay là gì hả? Tôi nói cho hai người biết nhá. Cửa hàng tôi ấy có một fanpage và các tài khoản mạng xã hội hơi nhỉ lớn đấy. Anh ơi, anh hiểu nhầm rồi ạ. Hai anh em không một phá quán của anh hay gì đâu. Chúng em chỉ muốn hỏi xem đồ ăn có bị vấn đề hay không thôi. Bởi vì hai chúng em đều ăn và thấy mùi vị không giống lắm. Hình như là bơ bị hỏng rồi anh ạ. Đây. Vào quán kem bơ nhà người ta rồi chê bơ nhà người ta lại bị hỏng, không là ý xấu thì là ý gì? Tôi nói cho hai người biết nhé, bơ nhà tôi ấy là hàng tuyển chọn được nhập từ Đà Lạt trở về. Bao nhiêu người ăn quay chê gì đâu, đến hai người thích ý kiến thì có. Này, người khác không ý kiến thế bọn em ăn gặp vấn đề, bọn em không có ý kiến chắc. Ông đến quán nhà tôi ăn ấy thì ông phải ăn theo khẩu vị nhà tôi, thích thì đến mà không thì thôi. Ai ép ông đến đây ăn nào? Này, tôi làm chủ ấy là phải có chính kiến riêng, chứ chạy đi theo phục vụ từng người một để chết tôi à? Này, anh nói chuyện ngang ngược nó vừa thôi. Thôi anh ơi, coi như là mình mất tiền oan đi. Mình biết để lần sau mình né ra. Thôi đi về.
về luôn đi còn gì nữa. Không nhanh nhá, tôi bật livestream lên nhá, cho tất cả bản dân thiên hạ biết bộ mặt của hai người chuyên đi phá hoại quán nhá. Lần sau đến các quán khác nhá, người ta đuổi về không cho ăn đâu. Này, anh mở cửa quay phải, anh quay quay đi. Quay sao, làm sao? Tưởng thế nào? Quán này làm ăn vớ vẩn thật đấy. Mày để yên do anh đạp thôi. Em có sao không? Anh Hoàng, anh chẳng có làm gì cả. Sao để con gái nhà người ta ngã thế kia? Đùa. Chị Tâm, chừng vừa qua nhỉ? Hoàng. Kìa, anh Hoàng, lâu lắm không gặp, anh có khỏe không? Anh khỏe, không gặp em là anh khỏe. Thôi, nắng lắm, anh đi về đây. Kìa, lâu lắm rồi không gặp. Anh biết là em vẫn còn thích anh mà. Em tặng anh quả bơ này. Anh thích ăn bơ nhất mà. Anh cảm ơn em nhá. Giờ nhìn thấy bơ ấy là anh sợ lắm. Kìa Tông, chị bảo em cầm quả bơ này về cho anh Hoàng đi. Anh ấy thích ăn bơ nhất mà. Dạ vâng ạ, để em chuyển lời ạ. Mà chị giao bơ cho quán này ạ? Chị giao bơ cho tất cả các quán mà. Thế mà anh ấy bảo là bơ đã là lạ thật đấy. Hả? Em nói cái gì cơ? Dạ không ạ. Để trả lời cho anh Hoàng chị nhá. Em cảm ơn chị ạ. Bye bye nhá. Trời ơi, hai anh em nhà này được cái đẹp trai thế à? Ngày gì mà đen thế không biết đâu. Đi ăn đã không được rồi còn gặp người yêu cũ. Này, chị Tâm gửi anh đấy. Thôi. Mày cầm luôn đi nhá, cầm luôn đi. Gớm, giờ nhắc đến bờ tao thấy sợ rồi. Nhưng mà này, em thấy có vấn đề đấy. Anh nhìn quả bơ này đi. Lúc nãy chị Tâm lấy quả bơ này từ trong thùng bơ ra đến quán. Anh chủ quán nói là bơ Đà Lạt, nhưng rõ ràng là nhập của nhà chị Tâm mà. Ôi, cái quả bơ này hình như là bị thúi. Tâm, anh Hoàng không còn tránh mặt em nữa à? Anh có chuyện riêng muốn nói với em. Chuyện riêng á? Thế thì mình ra hậu kia nói chuyện riêng đi. Này, em định bê cả cái thùng này theo á? Thôi, em để ở đây để thằng Tôm nó bê vào trong hộ cho. Dạ vâng ạ, để em bê cho. Hai chị cứ ra tâm sự đi ạ. Thế thì hộ chị nhá. Dạ vâng ạ. Sữa này hết hạn rồi. Rồi bạn ơi, bây giờ ai người ta còn đầu tư vào sản phẩm nữa. Người ta đầu tư vào truyền thông. Đấy, tôi cứ đổ tiền vào ấy là doanh thu về ầm ầm. Đấy, bây giờ nhá, bạn thuê mấy bài review người ta lên bài cho. Nếu mà không ấy, thì bạn xây một kênh TikTok. Mình tự mình làm KOL luôn. Tôi xây cho mấy quán của tôi rồi, ổn lắm. Sao? Làm cùng á? Trời ơi, nó lại đơn giản luôn. Tôi nói cho bạn nghe nhá, Việt Nam mình ấy có hơn 90 triệu dân. Tôi chỉ cần mỗi người đến mua cho tôi một cốc thôi. Thế là được rồi. Đó, cần gì người ta quay lại. Bạn đợi tôi tí nhá, tôi có việc.
thế nào? Chị Tâm đang khóc ôm lên ở ngoài cửa, nói là bị người yêu đá kìa. Rồi cái con này, buôn bán lên khóc ôm lên bán cái gì nữa? Anh ra ngay đây. Mọi người ơi, mọi người hãy đến ủng hộ quán kem bơ của Cường nhá. Đảm bảo 3 tiêu chí: ngon này, bổ này, rẻ này, cực kỳ chất lượng luôn. Bơ vừa đắt chả ngon. Bà Lộc, hôm trước vừa đến quán này ăn, bơ như có mùi thối, lại còn đắt nữa. Bà Lộc, mọi người ơi, vì văn minh mạng ấy, mọi người để ý một tí nhá. Ai mà đổ oan hay là vu oan cho quán của Cường ấy thì Cường sẽ block hết luôn đấy. Mọi người là đúng mà, mọi người không vu oan gì cho anh đâu. Hai thằng danh con ở đâu đấy? À, tao nhớ chúng mày rồi. Chúng mày lần trước đi phá quán tao đúng không? À đây 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 đây. Đây, mọi người ơi, mọi người hãy xem này. Đây là hai thằng hôm trước đi phá quán mình. Hai cái thằng này nhá, nó chuyên gia đi phá quán khác thôi. Đây, mọi người xem kỹ mặt chúng nó này. Đấy. Anh cứ quay đi, không sao hết. Để em cho mọi người thấy bộ mặt thật của anh. Anh dùng bơ thối để làm kem bơ. Mọi người xem đi này. Cái gì? Sao? Sao mày lại có? Không muốn người ta biết ý, tốt nhất đừng nên làm. Nhưng mà anh đã làm rồi ý, sớm muộn gì cũng có ngày phát hiện ra thôi. Thì ra là hai thằng mất dạy chúng mày dám đột nhập vào nhà tao. Tao báo công an. Anh báo đi. Chúng tôi không hề đột nhập vào nhà anh, mà chỉ vào là đưa đồ, tình cờ ghi lại được những hành động dơ bẩn của anh thôi. Đáng nghe ra ấy, anh nên hối lỗi, chứ không nên ngang bướng như thế này. Tội của anh sẽ chỉ càng thêm nặng thôi. Anh dùng bơ loại 3 để làm những cốc sinh tố, kem bơ, rồi bán với giá đắt tiền hơn bình thường. Anh còn dùng mạng xã hội quảng cáo để kéo mọi người đến, nhưng quên mất không chú trọng vào chất lượng sản phẩm. Thì được cái này phải mất cái kia chứ. Có cốc kem bơ thối thì đã làm sao? Anh nói như thế mà nghe được à? Đồ ăn vào người ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Vậy mày nói cứ nhẹ như không ấy. Chúng mày quan trọng hóa vấn đề. Có cốc kem bơ thối chả ảnh hưởng gì cả. Mà nhá, hai thằng chúng mày, tao nói cho chúng mày biết này, tao nhá có một kênh top top hơn 100k follow. Chúng mày mà không cẩn thận ấy, tao bóc phốt đấy. Anh bóc phốt đi. Để xem ai hơn ai. Anh gọi nhầm người rồi đấy. Thôi hóa ra mày là Thám Tử Nhí à? Mời anh lên phường trình bày. Chỉ vì một chút lợi nhuận mà mất đi sự uy tín. Hiện nay nhiều cửa hàng cũng như vậy. Từ bán online đến offline cũng đang bị phụ thuộc vào truyền thông, làm hình ảnh nên quên đi sự tập trung của chất lượng sản phẩm. Đó mới là điều giúp cửa hàng tồn tại lâu dài.
Mình là Tô, thám tử nhí.